Chào các bạn nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài cá đặc biệt và thú vị, con lươn. Con lươn là một loài cá thông minh và linh hoạt trong môi trường nước. Hãy cùng nhau tìm hiểu về con lươn và những điều đặc biệt về loài này. Con lươn có chiều dài thân trung bình khoảng 25cm đến 40cm, thân hình trụ, da trần không vảy, lưng màu nâu, bụng màu trắng hay nâu nhạt, miệng có thể kéo dài ra được và cả hai hàm đều có các răng sắc nhỏ, thích nghi tốt với nhu cầu săn mồi. Chúng có màu sắc từ xám đến nâu, giúp chúng hòa mình vào môi trường nước. Con lươn thường sống ở các con sông, hồ và ao, nơi có nước lợ và bãi cát. Chúng thường xuất hiện tại càng vùng đầm lầy, đồng ruộng, mương kè, nơi có nhiều bùn, nước, khí hậu mát mẻ, nơi có cỏ, rác hay bùn đất để trú ẩn, chui rúc, đây cũng là nơi có các thức ăn cho lươn. Là một loài thuộc lớp cá nhưng lươn không có bong bóng. Chúng hô hấp nhờ các màng của khoang bụng và ruột. Con lươn là loài ăn hết thảy, chúng thích săn mồi và ăn các loại động vật nhỏ như cá, ếch, tôm và côn trùng. Miệng lươn có các giác hút cực mạnh có thể tóm lấy con mồi và hút vào miệng. Lươn hoạt động vào ban đêm, chỉ khi mặt trời khuất bóng chúng mới mò đi kiếm ăn. Con lươn thường sống ở tầng đáy của sông hoặc hồ, nơi chúng có thể ẩn náu và săn mồi một cách hiệu quả. Chúng có thể di chuyển nhanh chóng trong nước bằng cách vặn đuôi. Khi gặp nguy hiểm, con lươn có thể trốn thoát bằng cách tách đốt sống của nó ra. Sau khi cột sống bị tách ra, các liên kết xương của lươn nhanh chóng phát triển trở lại và liên kết với nhau. Vào mùa sinh sản, lươn rất dữ. Chúng thường nằm trong hang hoặc lượn lờ quanh hang để giữ trứng. Mỗi lần sinh sản, lươn cái có thể đẻ tới 1.000 trứng. Nếu có tiếng động mạnh, lươn có thể nuốt cả đám trứng vào bụng. Lươn là loài lưỡng tính. Lúc đẻ ra, toàn bộ lươn là lươn cái. Khi chúng trưởng thành, một số biến thành con đực. Con đực có khả năng chuyển đổi giới tính, cho phép chúng bổ sung khi quần thể con cái thấp. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về con lươn, một loài cá thông minh và linh hoạt trong môi trường nước. Hy vọng rằng các em đã thấy thú vị khi khám phá về cuộc sống của chúng. Hãy tiếp tục đam mê và khám phá thế giới động vật dưới nước xung quanh. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.